Kết quả kiểm tra cho thấy những phản ánh các vấn đề tồn tại về trang thiết bị, tổ chức khai thác và phương pháp điều hành bay đã được khắc phục. Trong đó nổi bật nhất là việc bổ sung các cơ sở dữ liệu để hoàn thiện phương thức AIDC, vốn là phương thức kết nối giữa các trung tâm bay, qua đó nâng cao việc trao đổi thông tin bay giữa các trung tâm, đảm bảo sự an toàn của các chuyến bay đến, đi từ sân bay Nội Bài đến các sân bay khác và ngược lại. Đáng chú ý, tại phòng thiết bị CNS, hệ thống máy móc cũng là trái tim của đài không lưu, tính bảo mật và độ an toàn luôn ở mức độ tuyệt đối. Mỗi thiết bị đều có một máy hỗ trợ trong trường hợp máy chính gặp trục trặc, mức độ an toàn đạt tới 300%. Hệ thống máy tính không được kết nối mạng bên ngoài. Với hàng không ấy, là chính xác phải là tuyệt đối, bởi vì nó gắn liền với tính mạng và tài sản của quốc gia cũng như là uy tín quốc gia. Đặc biệt đối với sân bay Nội Bài là sân bay quốc tế, sân bay thủ đô. Do vậy, cái cấp độ đảm bảo an ninh cho cái công trình này, đương nhiên là trách nhiệm chung của toàn ngành chúng tôi trong suốt thời gian khi đưa đài vào khai thác sử dụng và cái hiệu quả. Và tính đến từ ngày 19 tháng 7 đến nay khi đưa đài vào chính thức khai thác, thì toàn bộ các phản ứng bay tại bầu trời của Nội Bài đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra một cái trường hợp nhỏ nào. Bên cạnh đó, một số phản ánh cho rằng màn hình đặt ở vị trí quá cao, che khuất tầm nhìn của nhân viên điều hành bay. Công ty quản lý bay miền Bắc cho biết, những ý kiến đó được đưa ra khi đài không lưu chưa đưa vào khai thác sử dụng nên có cách bài trí chưa hợp lý. Tuy nhiên, công ty vẫn có những điều chỉnh mới để màn hình không làm vướng tầm nhìn gây ảnh hưởng tới an toàn bay. Riêng kết luận của thanh tra Cục Hàng không trong đợt kiểm tra trước đó và việc đài không lưu thực tế cao 95m, vi phạm tĩnh không 7m so với cấp thẩm quyền cho phép. Độ cao này sẽ làm khó cho các chuyến bay thương mại và quân sự trong việc hạ cánh, đặc biệt khi thời tiết xấu. Đại diện công ty quản lý bay miền Bắc khẳng định, tại các sân bay quốc tế tại Malaysia, Bangkok, độ cao đài không lưu thậm chí lên tới 131m. Với đặc thù với đài chỉ huy thì cái việc tầm quan sát là rất là quan trọng. Do vậy cái độ cao của đài đã tạo được cái điều kiện về tầm quan sát. Cho nên là chúng tôi khẳng định rằng cái độ cao của đài là không có quá cao và nó phù hợp với cái quy hoạch cũng quy mô phát triển của sân bay quốc tế Nội Bài. Trong khi các vấn đề kỹ thuật được đảm bảo thì yếu tố con người trở thành vấn đề then chốt. Tại đài không lưu Nội Bài đã từng xảy ra đánh nhau giữa hai nhân viên khi đang điều hành bay, gây nguy hại đến an toàn bay. Bởi tất cả các chuyến bay được cất hay hạ cánh phụ thuộc rất lớn vào sự điều hành chính xác của nhân viên không lưu. Về góc độ con người như vừa rồi cũng có đề cập ấy, thì cái việc đó là cái sự việc nó đã xảy ra rất đáng tiếc. Nó cũng chỉ là một cái việc nho nhỏ trong quá trình mà thực hiện các nhiệm vụ, có thể do chưa được kiềm chế của một cá nhân. Nhưng về tổng thể về lực lượng kiểm soát viên của con người ấy, thì đây là cái tiêu chí mà chúng tôi đặt ra hàng đầu và phải giải quyết triệt để và phải đảm bảo giải ngăn ngừa từ cái gốc của sự việc và để cho anh em có một cái tinh thần cũng như có một cái tư tưởng để làm việc cho ổn định và mang tính sự đóng góp cho cái an toàn của ngành hàng không. Được đưa vào khai thác chính thức từ tháng 7 năm 2012, sau gần một năm hoạt động, đài không lưu sân bay Nội Bài đang phát huy tốt vai trò điều hành bay của mình và không để xảy ra sự cố gì. Trung bình đảm bảo mỗi ngày 300 lượt cất hạ cánh an toàn.